Anh tiến thẳng vào dòng đường ưu tiên về tiếp cận trước cầu hoa. Để luận báo đầu tiên sẽ được báo Kim Quy lan tỏa đến tất cả quý vị và mọi người trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời chú rể Quang Vinh Quang và cô dâu Thanh Tâm sẽ tiến thẳng vào đài hoa để chương trình được bắt đầu. Vào trong ban thờ chuẩn bị một cái bật lửa để đặt lên để thắp hương ngọc quan. Mai cầm tay cô dâu đi, chờ tập hơn ạ. Cây thôi, mỗi người ba cây thôi. Quang đưa lại cho ông Luyến cầm ba cây thôi. Thank you.
hết à? Làm được. Đây, đây, đây là bản thân của chú rể. Anh quay chưa? Quay rồi đấy. Đây là cưới ở đây làm qua nhá. Đâu? Vào 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 giường trước, vào giường trước. Không được quay. Không không. Ngồi hai vợ chồng ngồi lên giường xong rồi ra. Đấy nhà gái là cứ ăn làm được nhá. Cử anh em nào đi đó. Ngồi ngồi. Nào xin bức ảnh ở trong giường nha. Ngồi xuống đi cháu, ngồi xuống đi. Ok, ngồi vào giường đi. Anh vào chụp cho em mấy bức ảnh. Rồi, ok, đi ra đi. Xin thêm cái nữa không? Mấy đứa đi ra không? Ok, rồi ra đi. Ngân phòng rồi quá. Ra cho con, ra đi. Chúng ta cứ đi vào xem chương trình ngày hôm nay.
dành cho mình một chồng ngồi xem đẹp nhất, lịch sự nhất của chúng ta chuẩn bị vào chương trình của ngày trưa nay. Và thưa quý vị, xin được hân hoan kính chào quý khách quý của lễ tân mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ Minh Quang Thanh Tân. Chúng trong phó tăng diễn ra đây, chào đón. Thưa quý vị khách quý, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự tác hợp của hai gia đình, đặc biệt là sự thương yêu của hai em, hôm nay chúng ta về đây để thưởng thức cái hương vị ngọt ngào và duyên dáng nhất của tình yêu, và cùng chúng ta về đây để chúc mừng một mối tình đẹp nhất của dặm. Mối tình đó hai người họ vun đắp tạo thành ví như một bản tình can lòng cháy, đúng là vui chi bằng ngày vui đôi lứa, đẹp chi bằng cái trong trời thủy chung. Từ giờ phút này cho đến độ giao thừa, hai trái tim vàng được xích lại gần nhau. Và để về hôn trường hôm nay, chúng tôi thấy trước tiên đó là sự hiện diện của quan viên thiết lập gia đình nhà gái, nơi có người con gái mình thương tới nay về làm dâu gia đình nhà trai chúng tôi của quê hương Diễm Phúc thân yêu. Xin một trọng pháo tay ra ra đây. Thứ hai đó là sự đón tiếp rất là hồng nồng hậu của tư gia nhà trai, đặc biệt là sự quan tâm ưu ái của tương quan đồng nghiệp của cùng như bạn bè thân thiết của cô dâu chủ rể. Trước này đã bất chấp thời gian và ngọc ngoài đây để chúc mừng cho chàng rể cô dâu. Xin một tràng pháo tay ra đây.